Có Phật tử hỏi cúng cô hồn ở bên ngoài với cúng thí thực ở trong chùa giống hay khác nhau? Về hình thức cúng thì chúng ta cũng dọn những mâm cơm có hoa quả trà bánh, tùy theo cái điều kiện khả năng của mình cúng cái đàn lớn hay cái đàn nhỏ. Có một số nơi ở chùa vào những ngày rằm tháng tháng giêng, tháng 7 hoặc tháng 10 thì cúng rất là lớn, tổ chức một cái đàn nó rất là nhiều, thỉnh chư tôn đức kinh sư đăng đàn để cúng, để chuẩn tế. Thì cái cúng ở trong chùa đó là không phải cúng theo cái quan niệm như nhân gian là cúng cho cô hồn vất vưởng ăn để đừng phá phách, mà theo quan niệm của trong chùa thì cúng tới 12 loại cô hồn. Cúng 12 loại cô hồn tức là cúng cho tất cả những người mà trong cảnh giới của ngạ quỷ lẫn địa ngục thọ nhận. Như vậy chúng ta đặt câu hỏi là cúng họ có ăn được hay không? Cái chuyện ăn được hay không ăn được chúng ta đâu có thể nào dám khẳng định là ăn hay không ăn. Nhưng ở đây cái cúng đó chính là đem pháp lực để cầu nguyện cho chúng sinh có cơ hội được nghe những lời dạy của Đức Phật thông qua cách tụng đọc của quý thầy. Thực phẩm dọn lên là cái mà chúng ta mong ước cho người mất được thọ nhận để được đầy đủ cái phước đức, chứ không phải chúng ta cúng để họ ăn không. Bây giờ mình mời họ về để nghe kinh nghe kệ thì mình phải có cái này cái khác để dọn lên cho họ. Nhưng mà cái vấn đề cúng ở trong chùa là cúng nương vào cái pháp lực bằng cách là trùng tiên chánh pháp, tức là quý thầy tụng đọc lời Phật dạy. Cái tụng đọc lời Phật dạy này đó mong muốn cho các vị khuất mặt khuất mày, mong muốn cho thập nhị loại cô hồn họ nghe được lời dạy, họ biết nương theo lời dạy của Đức Phật để tu tập, để xả bỏ đi tất cả những tâm niệm tham chấp oán thù của mình để thoát khỏi cảnh giới khổ đau. Còn cái cúng của ở bên ngoài á thì dọn lên, có vị dọn này dọn kia, dọn gà dọn vịt dọn cháo. Cái cúng, cái thí lễ cúng nó cũng đơn giản chứ nó không đầy đủ như ở trong chùa cúng. Nhưng mà cái tâm niệm của các vị cúng là chỉ nghĩ là cúng cho các vị cô hồn chết ở đầu đường xó chợ, cho quỷ đói lang thang ăn cho no rồi đừng có về phá phách, để cho tôi làm ăn, để cho tôi sống yên ổn. Vì vậy cái cách cúng về hình thức thì ở bên ngoài đôi khi cúng cũng không đầy đủ như ở trong chùa, bởi vì các vị nghĩ là có lễ cúng là được rồi. Còn về nội dung thì các vị nghĩ là cúng để cho người ta đừng có quậy phá, nhưng ở trong chùa thì muốn cho tất cả những vị khuất mặt khuất mày đó thừa hưởng ân đức để mong được siêu thoát. Vì vậy ở đây nhân đây khuyên luôn, nếu Phật tử có làm ăn, có kinh doanh mà có cúng thí thực vào ngày mùng 2 hay ngày 16 đó, thì các vị cứ nghĩ là con cúng ở đây là con mong muốn cho chư vị khuất mặt khuất mày các vị về thọ hưởng, mong các vị được no lòng ấm dạ. Nếu như là Phật tử thì chúng ta tụng một bài kinh, niệm vài câu niệm Phật và mong muốn cho những vị hương linh đó nghe được những lời kinh, mong muốn những vị hương linh đó nghe được câu niệm Phật mà xả bỏ tâm niệm tham chấp để được siêu thoát. Lại có Phật tử hỏi trong cái tháng 7 này có nên ký hợp đồng để nhận những cái việc lớn hay không? Có nên khai trương hoặc là có nên xây dựng nhà cửa hoặc là có nên làm những cái việc mà mang tính trọng đại hay không? Xin thưa, như Minh Thiền đã nói, theo quan điểm của nhà Phật tháng 7 nó rất là đẹp, không có gì xấu xa cả. Một cái tháng đẹp thì chúng ta nên làm những điều mang tính trọng đại, ký hợp đồng, xây dựng nhà cửa, cưới gả cho con cháu, khai trương, làm ăn,
tất cả đều tốt, không có xấu xa đâu. Bên cạnh những việc chúng ta làm đó, chúng ta phải cố gắng phát nguyện tạo nhiều phước lành. Minh Thiền nói thí dụ ơi, trong cái ký hợp đồng đó lợi nhuận sanh ra cho chúng ta là 10 triệu. Chúng ta biết chắc ký được cái hợp đồng này là bỏ túi được 10 triệu. Chúng ta phát nguyện, chúng ta phát nguyện, con sẽ đem 1 triệu đi giúp đỡ cho người nghèo. Con đem 1 triệu để mua quà dâng lên bố mẹ. Con sẽ đem 1 triệu đi cúng dường gạo, mì, nhang đèn cho chùa. Con sẽ đem 1 triệu để đi giúp đỡ cho các em học sinh nghèo khó, vân vân. Nếu như chúng ta phát nguyện như vậy thì chúng ta tạo thêm cái phước, thì sau này chúng ta sẽ có thật nhiều những cái hợp đồng đó nữa. Thì khai trương làm ăn mua bán cũng vậy. Nếu như cho con mua bán được, cho con làm ăn được, thì con sẽ trích một phần trong những cái mà con được đó, con sẽ làm những điều tốt. Như vậy thì cứ phát nguyện sẽ được. Nhưng có cái anh đó cứ mỗi lần mà bán được cái bảo hiểm là sẽ nhất định sẽ cúng dường. Họ không cúng nhiều nhưng 500 hoặc 1 triệu. Rồi có cái anh đó mà mỗi khi mà kinh doanh nhà đất mà bán được một cái nhà thì tự nhiên sẽ đến cúng dường, hoặc là đi mua gạo để bố thí cho người nghèo. Đó là điều rất tốt. Đây là việc chúng ta nên phát nguyện để làm. Đừng hưởng trọn vẹn cái phần phước lành đó về cho chúng ta mà chúng ta lại keo kiệt, không tạo thêm phước lành nữa. Cho nên cầu chúc cho các vị hãy làm tất cả mọi việc tốt. Tháng 7 là tháng cực kỳ đẹp để làm những điều tốt đẹp, những việc mang tính trọng đại và quan trọng. A Di Đà Phật. Kể Phật tử nghe một câu chuyện vui thôi, chứ không phải nói đạo lý gì ở đây nha. Nhưng mà trước khi kể nói trước, đừng nói ông thầy Minh Thiền mê tín. Có cái chị đó, chị đến chị thưa: thầy ơi, con nhờ thầy nhổ cây đinh ở trong đầu con ra giùm. Thầy nghe Minh Thiền hoảng hồn: ủa, bị đóng cây đinh trong đầu sao thấy bình thường như vậy còn đi tới chùa được? Cái mình mới đứng lên mình nhìn vô cái đầu, mình thấy: ủa, đâu có cây đinh nào đâu con. Chị nói: dạ có thầy, con đau đầu mấy bữa nay chịu không nổi. Minh Thiền hỏi: ủa, ai mà chơi ác dữ vậy, ai mà đóng đinh vô đầu của con, họ đóng hồi nào? Chị nói: đóng lại 3 ngày rồi thầy. Mình thì nhìn kỹ lại, tại tóc dài thì mình đâu có dám dạch tóc lên mình coi, nhưng mà mình nhóm lên mình đứng thì mình thấy cái đầu lành lặn, đâu có vết thương, cũng đâu có thấy cái đinh nào đâu. Mình thì mới hỏi: ủa, đóng đâu sao không thấy chảy máu, không thấy gì hết vậy? Vì ta nói thưa là: dạ không, con nằm ngủ rồi người ta tới người ta đóng. Hỏi: đóng cái đinh dài không? Kêu: dạ dài lắm, nó đóng xuống gần tới dưới miệng con. Minh Thiền nghe thì Minh Thiền không thấy nguy hiểm rồi đây. Nói một chút mà nó đóng đinh vô đầu mình luôn. Chị ta mới kể rằng: dạ thưa thầy, con ngủ, con thấy có một người đàn ông, họ đi đến, họ chửi bới con, họ nạt nộ con dữ lắm. Họ nói con là sống không tốt, nói con là sống ở ác. Rồi xong họ rút cây đinh ra, họ đóng vô đầu con. Rồi con thức dậy là con nhức đầu ghê gớm lắm, con chịu không nổi. Rồi từ đó tới bữa nay là con không ăn không ngủ gì được hết đó. Bây giờ con tới con nhờ thầy để thầy giúp con, thầy nhổ mấy cái đinh ra. Thưa Minh Thiền, lúc đó Minh Thiền không có nói là: à, đầu chị không có cái đinh nào. Mà Minh Thiền nói: à đúng rồi, vậy là do con bị đóng đinh rồi, con đến tìm thầy thì thầy sẽ nhổ. Minh Thiền thưa với đại chúng, bởi vì trong trường hợp đó người ta đang bị ảo tưởng và họ chắc chắn một điều quả quyết rằng cái đinh đang nằm trong đầu mà mình nói không có, thì không thể nào giúp đỡ người ta thoát qua được cái tâm niệm ảo tưởng này. Chính vì vậy mà Minh Thiền nói: con có bị cái đinh đóng ở trong đầu, hôm nay thầy sẽ nhổ cho. Minh Thiền mới nói: vậy thì bây giờ con phải coi lại hằng ngày con sống làm sao mà để người ta nói con sống ác, sống này sống kia vậy. Thì chị ta nói: dạ con sống thì con cũng sống bình thường ở ngoài chợ mà, con có cái sạp để mua bán. Thì con mua bán ngoài chợ thì đôi khi cũng có lời qua tiếng lại, cũng giành giật khách khứa vân vân và vân vân. Thì tự nhiên tối con nằm mơ con thấy cái chuyện người ta nói con là sống ác, nhưng con đâu có sống ác gì đâu, con thấy con cũng sống đường hoàng.
Minh Thiền mới khuyên thôi, từ nay mỗi tháng phát nguyện ăn chay 6 ngày. Rồi á, ngày 14, ngày rằm, 30 mùng 1 hoặc là tranh thủ trong một tháng có 4 ngày chủ nhật sắp xếp rảnh thì cứ về một cái chùa nào gần nhất để thắp hương lễ Phật. Mỗi lần về như vậy thì mua bông hoa trái cây để dâng cúng Phật hoặc là nhang đèn gì đó. Đó là điều rất là tốt để con tạo phước cho mình. Nhưng mà nhớ buôn bán ở ngoài chợ á, thì buôn bán thì ai cũng muốn có lợi nhuận, buôn bán thì ai cũng muốn có khách khứa, nhưng mà đừng có giành giật, chứ phần đừng có bán quá mắc, hoặc là cân thiếu, cân này cân kia không đủ cho người ta, hoặc là cái đồ hư, đồ không ngon mà mình cứ nói là đồ tốt rồi mình bán, mình lừa người ta, thì cái đó là sống ác, cái đó là sống không đúng đó. Cho nên cái vị mà họ đến họ nói là con sống không tốt đó, là cái vị đó họ cảnh báo cho con biết để con thức tỉnh, con sống tốt thôi, chứ không phải là hại con đâu. Còn bây giờ thầy sẽ nhổ cái đinh ra đó cho con. Thì Minh Thiền mới nói là con ngồi, con nhắm mắt, con chắp tay lại, con niệm là Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Con niệm hoài luôn, niệm miên mật cho thầy. Còn thầy làm gì đó thầy làm. Thì lúc mà nghe Minh Thiền nói như vậy thì chị ta ngồi chắp tay lên niệm Phật, niệm Phật, niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Thấy càng lúc niệm thì càng thành kính. Minh Thiền mới đi lại, Minh Thiền chỉ dỗ lên đầu ba cái. Minh Thiền niệm là Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng. Hôm nay có nữ thí chủ này bị đóng cây đinh lên trên đầu, con xin được nhổ cây đinh ra để giúp cho thí chủ này được bình thường trở lại. Minh Thiền đọc một cái bài kinh ngắn, hay đúng hơn đó là đọc một cái bài chú Đại Bi. Xong Minh Thiền thổ lên đầu ba cái nữa. Thì Minh Thiền đọc hết xong bài chú Đại Bi thì Minh Thiền nói con mở mắt ra, con thấy sao rồi, thầy nhổ cái đinh ra rồi. Thì chị ta nói dạ con cảm ơn thầy, tự nhiên con thấy nhẹ nhàng quá. Như vậy thì thưa với quý Phật tử, chúng ta bị ảo tưởng trong tư tưởng bởi vì chúng ta hoang mang, chúng ta lo sợ. Lo sợ cái giấc mộng nó ghê gớm quá, nó kinh khủng quá. Và chúng ta cứ tin chắc rằng cái đinh ở trong đầu chúng ta. Nhưng xin thưa, giấc mơ như vậy cũng là một điều tốt. Điều tốt để cảnh báo chúng ta, để chúng ta có thể sống tốt hơn, xem lại cách sống của mình. Đó là cái câu chuyện kể để khuyên sau này quý Phật tử mà có nằm mộng, nằm mơ, thấy những điều không tốt đó, thì phải coi lại trong những ngày vừa qua mình sống thế nào. Nếu sống không tốt thì phải sửa đổi bản thân mình ngay và phải phát nguyện để sống tốt. Vì tất cả những giấc mộng như có ma rượt, có ma đuổi, có người khác đánh đập mình vân vân và vân vân, đó là tất cả những cái điềm báo cho tâm thức chúng ta bất an, cho thấy tâm thức của chúng ta đang bị đau khổ. Vậy thì phải chọn cách sống cho mình thật là tốt để cuộc sống của mình sau đó được bình yên. Xin chúc cho các vị được nhiều sức khỏe. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.